Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn một video về cách làm rau muống xào với tỏi nhé. Đây là rau muống ạ, mình có thể mua về để mình nấu, mình xào với tỏi. Các bạn sẽ nhặt cho mình phần ngọn rau muống như thế này để mình rửa sạch nhé. Cái phần gốc này các bạn có thể nhặt cao lên một chút, mình có thể đem đi để mình trồng nhé. Hoặc là các bạn là chăn nuôi gà ấy, lợn ấy, chúng ta cũng có thể tận dụng lấy cái rau muống này để cho gà cho lợn ăn. Ngan vịt nó đều ăn hết. Bây giờ đang là mùa, bắt đầu đến mùa rau muống các bạn ạ. Nhất là khi dịch cảm cúm như thế này thì các bạn có thể là ăn rau muống xào tỏi để làm cho chúng ta có sức đề kháng tốt nhé. Hết cái phần rau muống ngọn này đi. Rau muống là một loại rau rất dễ ăn, các bạn có thể xào tỏi, xào thịt trâu hoặc là xào thịt heo, hoặc các bạn có thể là luộc lên mình ăn cũng dễ ăn. Các bạn chọn mua rau muống nhớ là chọn mua những cái loại rau muống ngọn nó trắng xanh như thế này nhé, thì mình ăn ấy nó sẽ ngon hơn. Nếu mà các bạn mà chọn mua cái loại rau muống mà nó tía ấy, tức là nó sống ở dưới nước ấy các bạn ạ, mà giống như là giống muống tía thì chúng ta ăn ấy, nó sẽ chát nhé. Thì các bạn nên chọn rau muống xanh như thế này. Vì rau muống này mà mình mớ này cũng không phải là mớ to lắm, mình mà xào một mớ ấy, thì nó hơi ít, cho nên là thì nó ngót lại không được bao nhiêu các bạn ạ, cho nên là mình sẽ xào hai mớ để mình đủ ăn. Nhất là rau muống này đầu mùa này mà ăn mà không đủ gấp thì chán lắm, đang ăn ngon mà để được ít quá. Mình cũng có video hướng dẫn các bạn cách trồng rau muống bằng là rồi đấy ạ, mình trồng các loại rau để mùa hè lấy rau ăn nhé. Mình trồng trên những cái chậu thau ấy. Rau muống thì ưa nước, các bạn trồng những chậu hoặc là những cái thùng xốp mà không cần phải bỏ nước đi nhé. Chúng ta để nhiều nước thì rau sẽ non nhé. Nó không như các loại rau khác mà nhiều nước thì sẽ úng và chết. Nhưng rau muống thì các bạn họ thường cấy trong những ao, những ruộng nước. Chỉ hoặc là đất phải ẩm, chứ đất mà khô thì rau muống sẽ già, cứng rau, ăn sẽ không ngon. Đấy là mình chia sẻ với các bạn để các bạn có thể trồng mà mình tự có rau để gia đình sinh hoạt nhé. Xong thì mình sẽ rửa sạch, sau đó thì các bạn sẽ bóc cho mình một củ tỏi nhé, để mình đập dập cái củ tỏi thôi. Sau khi nhặt rau xong nhé, thì các bạn sẽ bóc cho mình một củ tỏi để mình xào nhé. Ăn rau mà xào với tỏi này thì quá hợp lý, mà lại đang mùa dịch chúng ta có thể phòng chống được. Cái phần tỏi này đi. Tỏi thì các bạn chỉ cần đập dập cho mình thôi, cũng không cần phải đập lát ra nhé, để cho mình lấy cái tinh dầu của tỏi ấy, nó thơm khi mình xào lên ăn ấy, thì nó có thơm của mùi tỏi.
cái phần tỏi này đã bóc xong, các bạn dập dập cho mình nhé. Bạn là cho chảo lên bếp và mình là cho dầu ăn vào nhé. Sau đó thì mình sẽ cho vào đây phần tỏi. Các bạn mà muốn cái phần rau cho nó mình xào ấy xanh ấy, càng xanh thì các bạn cho nhiều dầu ăn thì càng xanh nhé. Mình nấu ăn bữa ăn gia đình thì cần vừa phải như thế này, nhưng mà rau cũng có độ xanh rồi. Chỉ cần cái phần tỏi này thơm đi để mình sẽ cho rau vào luôn nhé. Rau thì lửa to thì rau nó xanh. Mình cho bột canh vào đây nhé. Mùa nào thì năm nào mình cũng có món rau muống xào tỏi các bạn ạ. Mình làm lại để cho các bạn tiện theo dõi nhé. Và nhiều bạn mới đăng ký kênh của mình ấy, thì cũng yêu cầu mình là làm món rau muống xào tỏi giòn ngon và dễ ăn nhé. Như món ăn quê dân dã thì mình ngon, các bạn ăn thử cho mình nhé. Và nào mà muốn ăn hẳn lên bột ngọt thì chúng ta có thể cho rất giòn và ngon ạ. Mình cho thêm một xíu nước mắm nữa thôi. Rồi, bây giờ mình cho ra đĩa là có thể thưởng thức món rau muống xào với tỏi rồi. Vừa phòng được chống cảm cúm với tỏi nhé, mà lại vừa có rau muống xanh ngon để mình ăn. Với cái phần tỏi các bạn chỉ cần đập lát như thế thôi là đã có mùi thơm của tỏi rồi. Và nó không mất đi cái tinh dầu tỏi và không cần phi kỹ nhé. Phi kỹ là nó sẽ không thơm tỏi, nó sẽ mất hết cái chất của tỏi đi ạ. Đây các bạn, đây là thành phẩm của mình sau khi làm xong nhé. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon.
con. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực miền quê. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.